Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bố chồng Dương Mịch lên chia sẻ về tình trạng tiệu gạo nếp gần đây, cư dân mạng lại nhắc khéo con dâu đấy à. Sau khi tham gia sự kiện mới đây, tài tử Lưu Đan nhắc đến chuyện gia đình Lưu Khải Uy và tiệu gạo nếp, nhưng nhiều người đều cảm thấy ông đang có ý bóng gió về Dương Mịch. Theo trang tin giải trí Sohu, mới đây truyền thông Hồng Kông đưa tin về việc Lưu Đan tham gia sự kiện mới. Cả buổi năm tài tử gạo cội luôn rất vui vẻ. Khi được hỏi đến con cháu, ông nói Lưu Khải Uy đã đặc biệt tức tốc trở về từ Đại Lục để nghỉ đông cùng gia đình và con gái của mình. Lưu Đan cho biết, Khải Uy đã về trước một tháng, nó muốn nghỉ đông chí và sau đó là Tết Dương lịch trước khi thu xếp công việc. Vì nó đã quanh năm suốt tháng đã làm việc vất vả và không thể gặp gia đình, nên nó đặc biệt sắp xếp thời gian rảnh để trở lại và sau đó lại về làm việc tại Đại Lục. Ông Lưu Đan còn nhấn mạnh rằng, hiện tại tiệu gạo nếp đã biến thành cô con gái cuồng bố. Chỉ cần Lưu Khải Uy về Hồng Kông thì lập tức sẽ trở nên bà cụ non và luôn bám dính lấy bố, thậm chí ông nội cũng bị bỏ mặc một bên. Tuy Lưu Đan không trực tiếp nhắc đến con dâu cũ, nhưng nhiều người đều cảm thấy việc ông nhấn mạnh Lưu Khải Uy dù bận rộn đến thế nào, vẫn đặc biệt sắp xếp thời gian dành cho con gái, chính là một lời nhắc khéo với Dương Mịch. Trước đó, trong phỏng vấn ông Lưu Đan từng nói rằng, vì tình hình dịch bệnh mà đã một năm rồi Dương Mịch vẫn chưa đến Hồng Kông thăm con gái tiệu gạo nếp, dù không gặp được mẹ nhưng ông cũng chưa từng nghe qua con gái nói nhớ mẹ, tôi không biết hai người họ có dùng video call hay không. Tiệu gạo nếp dù đã có điện thoại của riêng mình, sẽ có thời gian sử dụng nhất định, nhưng vì tình hình dịch bệnh thật sự rất khó để gặp mặt, Lưu Đan bày tỏ. Sau khi ly hôn, mỹ nhân họ Dương từng về Hồng Kông tổ chức sinh nhật cho con gái đúng một lần. Tuy nhiên, kể từ đó cho tới nay, vì nhiều lý do khác nhau, số lần về thăm con gái của Dương Mịch ngày càng thưa thớt và ít đi. Cô liên tục bị chỉ trích không chăm sóc, đoái hoài đến con gái, để trách nhiệm sang cho Lưu Khải Uy. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bên vực Dương Mịch cho rằng, chính vì gia đình Lưu Khải Uy muốn tiệu gạo nếp phải sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, nên Dương Mịch mới gặp khó khăn về thăm con gái. Trong khi đó, trước nhiều lời bóng gió xa gần từ phía nhà chồng cũ, Dương Mịch chưa bao giờ lên tiếng đáp trả lại. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.